shoptaycầm.com, thế giới tay cầm của bạn. Kingmansport.vn, thế giới đồ thể thao Lam, không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với kèo đi chợ tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Hiện tại tôi đang có một cái tài chính đâu đó là khoảng 112 tỷ. Và bác chủ đang rất thích một đội hình của Tam Sư Anh khi mà đã thấy màn thể hiện cực kỳ ấn tượng của tuyển Anh trong trận đầu ra quân với tỷ số như một set tennis 6-2. Một đội hình của tuyển Anh với tầm tài chính hơn 100 tỷ này tôi nghĩ cũng sẽ là một hình rất đẹp. Và với một tuyển Anh hiện tại thì các bạn cũng được búp rất nhiều những chỉ số phụ nhá. Rồi, bây giờ tôi sẽ cùng bắt đầu xuống tiền luôn rồi cho bác chủ. 112 tỷ, chúng ta sẽ phải đầu tư một con hàng tiền đạo uy tín một chút. Và chắc chắn sẽ là người đội trưởng Harry Kane rồi. Harry Kane sẽ là lựa chọn đầu tiên trong đội hình này. Không biết là bác chủ muốn build một hình như làm sao. Nhưng với cá nhân tôi thì tôi nghĩ là anh em lên lấy một hình cộng 5 nhìn cho đẹp. Tôi đang nghĩ là bác chủ lên cố một con Harry Kane đẹp nhất. Đó là Harry Kane của một Totti 22. TS thì quá nhiều rồi, quá với tiền. Với cả mùa World Cup này thì mua được thì cũng hết sạch tiền. Không biết là có lên lấy một con Harry Kane của mùa giải này hay không. Harry Kane tôi nghĩ cũng là một lựa chọn được. Nếu như mà các bạn xuống tiền thì lấy mùa E21 thôi. Nhưng nếu như mà đã có lực thì lấy hẳn của mùa Totti 22. Nó nhanh hơn rất nhiều anh em ạ. Cứ đặt đâu đó khoảng 50, 7 tỷ 9 thôi nhá. Tôi sẽ cố lấy một tiền đạo uy tín nhất. Rồi, đó sẽ là con hàng đầu tiên. Kế đó chúng ta sẽ đầu tư về hàng trung vệ. Trung vệ sẽ lấy một con Stone. Stone sẽ đá chính trong đội hình này của tôi này. Stone té đắt quá. Ô, giá của thằng Stone bây giờ đang bị ảo lên hay sao nhỉ? Nếu như Stone thì anh em lấy một là BTB, hai là E21 là được rồi. Lấy BTB nhá. Cái mùa này mua nổi không? Thì tôi cứ săn con này nhá. Tôi cứ săn con BTB. Nếu như không mua được thì chúng ta bỏ qua sau nhá. Rồi lấy con Stone này. Cái đó anh em lấy Harry Maguire được. Harry Maguire nếu như đá tuyển Anh hiện tại dùng ok luôn nhá. Maguire thì trong game nó hơi chậm một tí thôi, mà về kỹ năng phòng ngự rất là tuyệt vời, sức mạnh tốt, tì đè, tắc bóng rất chuẩn. Anh trưởng thì tầm khoảng 8 tỷ 2 thôi. Tomori, tôi làm thêm con Tomori nữa thì tôi nghĩ là bộ ba trung vệ là ok rồi. Hoặc là không cần lấy anh trưởng, lấy tôi mẹ Tomori đi. Tomori đá nó sẽ dễ đá hơn. Bộ SPL này hơi khó mua nhỉ. Thế lấy con này được bạn nhé. Lấy LOL thôi, rẻ. Chắc là tôi sẽ lấy tầm cộng 5 thôi các bạn ạ. Vì tôi đang đầu tư một con Harry Kane rất là nhiều tiền rồi. Nên là tôi nghĩ là chỉ cần đầu tư như vậy thôi. Rồi chúng ta đến với hàng tiền vệ. Hàng tiền vệ chắc chắn là phải có Dylan Rice. Gạo không thể thiếu trong đội hình tuyển Anh được các bạn ạ. Gạo cháy lắm. Với gạo trong cái tầm tiền này, gạo Totti đang hơi ảo. Gạo World Cup cũng khó mua. Gạo SPL 13 tỷ. Gạo TS thì hơi cao quá. Hiếu đã rescan 5.000 đồng. Cảm giác trông đầu voi đuôi chuột quá à, mặt cười. Không sao em ơi. Chả sao cả, đầu tàu các bạn. Nếu như mà đủ lực thì vẫn lên cũng chả sao cả. Vì những cái lựa chọn của mình build nó cũng không phải là yếu đâu. Chắc là lấy con Dylan Rice của mùa SPL nhỉ. Tuyến giữa chúng ta cũng nên đầu tư mạnh mạnh một chút. 13 tỷ. Rồi 13 tỷ để cho gạo, hợp lý đấy. Cái đó chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn nữa là Bellingham. Bellingham lấy con Totti này đi. Hợp lý đấy. Bellingham Totti 22 nhìn đẹp trai luôn này. Đang có nhiều người bán, chắc là tầm 8 tỷ rưỡi nó sẽ nhả hàng thôi. Bellingham với Dylan Rice, cặp trung vệ là ổn. Bây giờ chúng ta đến với đôi cánh. Đôi cánh thì lấy Mao cũng đã rất là rẻ tiền rồi. Anh em lấy cho tôi con Mao của mùa 21U này. Mùa này là đã chơi được rồi. Cái mùa World Cup này thì nó hơi cao tiền. Và TS, tôi nghĩ mùa 21U là mùa rất đáng đồng tiền bát gạo ạ. Tốc lên tới 112 rồi. Giá nó rẻ. Thực ra nếu như mà có nhiều tiền hơn nữa thì tôi có thể mua cộng 6. Nhưng mà trong cái form tiền này tôi nghĩ là chơi cộng 5 thôi. Chúng ta đầu tư cánh nó không quá quan trọng như là chúng ta đầu tư về tiền đạo. Thì tôi nghĩ là lấy ma mùa này là được. Phil Foden. Foden tôi nghĩ cũng lên lấy một con. Foden với cái form tiền này cũng rất khó chọn Foden các bạn ạ. Foden. À Foden lấy mùa này các bạn nhé. Phil Foden chúng ta lấy mùa này là ổn, 3 tỷ rưỡi, có 6 giao dịch. Đây là chắc chắn là các bạn sẽ mua được Phil Foden của mùa 21U, tốc 110. Rồi chúng ta có Foden, có Mason Mount để hỗ trợ dành cho Harry Kane. Bây giờ chúng ta sẽ còn một vài những cái lựa chọn nữa. Như kiểu là Marcus Rashford. Mà Rashford cái giá tiền của nó cũng rất là khó mua. Nếu như mua những mùa đỉnh thì là hơi với, chỉ có mỗi mùa BOE này là hợp lý nhất thôi.
Nếu các bạn lấy BOE, các bạn phải lấy mùa BOE 6. Còn những cái mùa khác của Radford thì mùa TS này lại giá khá cao. Mùa TS này còn không mua được. Saka, thực ra Saka thì cũng không đắt lắm đâu. Còn có mùa TS thì vượt trội về giá thôi. Còn nếu như con Saka mùa E này thì rất là rẻ, 9. Giá rất vừa miếng. Ngày xưa còn rẻ nữa ấy, chả qua Saka đang đá hay đâu. Có Sterling nữa. Chúng ta lấy con Sterling và lấy con Marco Radford. Sterling thì có nhiều lựa chọn hơn cho anh em. Sterling chắc cũng chỉ lấy mùa U này thôi là được rồi các bạn ạ. Sterling mùa U mà tốc độ chân 4-5 chạy rất nhanh. Thực ra chỉ cần như vậy thôi. Chứ lưng lên BTB tôi nghĩ cũng không quá cần thiết. Mùa SPL này thì khó mua quá. Con này tính thanh khoản cao bạn nhé. Đang xả min rồi bú luôn 2.8. 1.07 là được rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với hàng thủ các bạn nhé. Hàng thủ thì chắc là chúng ta lấy con Pope. Có cả thủ thành Pickford. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái con game này thì Pickford sẽ không dễ chơi như con Lipop. Pope có thể hình đẹp. Lipop anh em có thể mua mùa PL này. Thế thôi lấy đôi cánh trước các bạn ơi. Lấy đôi cánh trước. Chúng ta lấy con một con So đi. So béo. So béo chắc chỉ cần lấy mùa. Ui, mùa này khó mua đấy nhở. Lấy Walker trước đi. 110 lựa chọn, hãy lìn nhở. Walker cũng khó săn đấy nhở. Cơ các bạn chơi con này đá trung vệ được nhá. Walker của bộ BTB. Con cái Walker mùa này ngon thế. Con này mà săn được thì ổn không? Tôi đến với bảng cân lương để xem là sức mạnh của đội hình tôi hiện tại như thế nào, các bạn có thể theo dõi này. Rồi, hàng công sẽ Harry Kane nhá. 100 tỷ đầu tư con Kane Totti là một điều hợp lý. Có 60 tỷ thôi, tốt. Hậu vệ chúng ta sẽ có Harry Maguire. Maguire bên cạnh là Stone, tôi cứ lấy Stone nhá. Và có thể thay Stone bằng Tomori. Tomori cũng là một lựa chọn rất hay. Mà lương có 20 thôi. Để cân lương của tôi vẫn cho Stone nó lương cao hơn vào trước Harry Maguire. Bên này là Dean Wright. Tính ra đội hình vẫn đẹp nhỉ. Có lẽ thử kênh mùa khác đi à. Về em thấy 22 TS hơi chát. Ồ, chát gì? Đây là mùa Totti mà em. Mùa này bình thường mà, có đẹp đấy chứ. Anh vẫn đủ lực, chứ thực ra là cũng không phải không đủ lực đâu nhá. Đấy, Bellingham, Totti nữa. Những cái vị trí quan trọng như ở trung vệ, tuyến giữa và hàng công nó rất là đẹp, là hợp lý rồi. Ở đây có Mao. Mao thực ra cũng không có quá nhiều mùa. Mùa mua hợp lý là mùa 21U này. Mua hẳn mùa cái mùa Totti TS thì rất khó. Foden bên này. Foden 21 là ngon rồi. Và ở đây có thể lấy con Sterling. Sterling U. Đấy bộ ba hỗ trợ nha. Chúng ta còn có cả Jack. Jack anh em chỉ cần lấy hay là vẫn dư tiền để con Jack to lên một tí nhá. Tôi lấy con cánh trước đã nhá. Walker. Walker chỉ cần lấy mùa U này thôi. U21 lương 18. Nếu khó mua quá thì lấy mùa U20. Bên này dự kiến là lấy So béo. So béo thì tôi tính là lấy mùa U này luôn này. Nó lương 20 cũng đẹp. Vị trí gác đền thì Link Pop. Pope lấy mùa mới thôi. Có mùa 21 PL thì mùa này cũng được. Tạm mùa này đi. Ôi tính ra lương vẫn còn dư nhiều nhở. Kể ra đội hình này lương vẫn rất thừa lương nhá. Đấy là lấy hẳn Harry Kane mùa đỉnh đấy nhá. Saka lấy TS3. Các bạn thích chơi hàng TS3 à? Tại tôi đang chơi full 5 đấy. TS3 thì cũng là một lựa chọn được. Mùa TS nó rất điểm tốt hơn nhở. Tốt hơn nhiều nhở. Thời gian đổi cũng được. Đổi Saka sang mùa kia cũng là một lựa chọn ok. Tôi mua mẹ để Saka. Thực ra lấy rách lấy chỉ cần mùa U này đã là ngon rồi. Đều tốc 120 mấy hết. U21. Và lấy mua cộng 6-3 tỷ là thơm ấy. Nhưng cộng 5 tôi nghĩ săn là vẫn được. Thực ra tuyển Anh nhiều lựa chọn. Nó rất là rẻ các bạn nhé. Nhưng mà cái giá trị của nó rất là cao. Những mùa 21U này đều là tốc độ lên tới khoảng 110 mấy và Team Color đều là 120 mấy luôn. Thôi tôi mua con Link Pop đi. Thực ra nếu như mà thừa tiền lấy con Link Pop của mùa này cộng 8 luôn được. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng chưa nhiều lắm tiền đâu. Tôi lấy con Link Pop của mùa PL này thôi. So béo, tôi đang hơi cấn với phương án của so béo. Vì so béo đang hơi khó mua với cái mùa kia. So béo mua được mùa U này là mùa ổn rồi. Nhưng mà đang hơi khó mua quá nhỉ. 300 triệu.
ghét mấy tình trạng ảo giá thật. Đấy, nếu như mua đủ thì là tất cả như thế này thôi. Tôi vẫn còn dư đâu đó khoảng 6 tỷ rưỡi. Thực ra là cánh của tuyển Anh này nhiều lắm. Có cả GC James nhá. GC James anh em có thể đến mùa U này này. Nói chung cánh của tuyển Anh rất nhiều lựa chọn. Chilwell lấy linh gỗ WCKA. Chilwell có thể lấy mùa này được, thay so béo cũng được, tùy anh em nhé. Nói chung ấy, mùa 21U này tuyển Anh có rất nhiều những lựa chọn. Và với những lựa chọn này tôi vẫn còn dư hơn 6 tỷ. Có thể là lâng Walker lên cái mùa BTB được các bạn. Có thể là lâng Walker lên cái mùa BTB được các bạn. Nếu như Walker mà bác chủ không muốn mua thêm đến mẹ Walker mùa BTB này ok. Có này đá chung vậy được các bạn. Hoặc là đẩy lên đá CDM. Rồi, tôi nghĩ đây là một đội hình đẹp của Tam Sư Anh trong cái form tiền này. Và đây tôi có thể là cập nhật đội hình của Tam Sư Anh này trong thời gian tới nhé. Tôi nghĩ là tiền này đủ mua Harry Kane uy tín thì các bạn nên mua. Vì thường tiền đạo là một con hàng nó sẽ mang đến sự đột biến nhiều nhất, đáng đầu tư nhất. Những con cánh của ba con hỗ trợ này dành cho Harry Kane thì một là to hẳn cơ. Và tôi nghĩ những cái mùa U này cũng đã đủ dành cho Tam Sư rồi. Không cần quá nhiều, đôi trụ là đôi trụ cực kỳ ngon. Cặp trung vệ cũng là như vậy. Rồi ok, tí nữa và hôm sau tôi sẽ cập nhật vào đội hình của Tam Sư Anh này để trải nghiệm nhé. Đẹp đấy, nói chung là tôi nhìn vào đội hình Tam Sư này tôi thấy rất là ok rồi. Shop tay cầm.com, thế giới tay cầm của bạn.